bữa nay 13 tháng 4 năm 2022 ha. Con chào cô chú anh chị, chào tất cả mọi người đang xem kênh Cây Giống Độc Lạ. Kiều chào tất cả mọi người luôn ha. Cái video ngày 8 tay hay 9 tay gì của con á, rất là nhiều lượt xem, rất là nhiều lượt like luôn ha. Cô chú like để con sell hàng thật là nhiều, thật là nhiều. Thì bữa nay cô chú coi cũng nhớ đăng ký kênh, like, share và chia sẻ giúp con đi. Để thứ tư này con về hàng mới, con sale giá banh nóc cho cô chú anh chị luôn. Có nhiều bạn nói, ủa sao bán rẻ dữ vậy? Con bán cho giá rẻ mà con không chịu nữa đó, còn cự với con nữa. Thôi bây giờ con vào vấn đề cho mình nè. Trước mặt cô chú anh chị là một cây nhãn đây, màu này thật hơn nè đúng không? Con chỉnh màu này sáng bình thường luôn đúng không? Màu kia hơi sáng quá ha. Cái màu này, màu thật nè. Cây nhãn này là cây nhãn xuồng tím nha cô chú anh chị nha. Cơm dày ha, nhưng mà cái màu tím rất là ok. Lúc nó còn nhỏ nó vẫn chưa tím ha. Chuyển sang màu này, lớn lên tí xíu là nó đã bắt đầu tím cho mình như thế này ha. Nhãn xuồng tím to này con đang còn 3 cây ha. Mà cây này thì con bán cho bà chị khách quen ở trên Tây Ninh rồi, nhưng mà con chưa có giao được cho chị. Bữa nay con bệnh không có mướn người đóng hàng. Đó. Còn cây nho khủng này thì bây giờ cô chú anh chị nào thích thì alo cho con nha, 0945707848 nha. Hoặc là Zalo số này luôn nha cô chú anh chị nha. Mình muốn xem cây trực tiếp thì cô chú anh chị Zalo giúp con. Nhớ coi hết clip này cho con nha, đừng có bỏ lỡ. Tại vì phía sau con xem một số cây á, giá rất là rẻ luôn, nhất là hàng bơm con xem rất là rẻ cho mình nuôi. Mình về mình nuôi giúp con nha. Đây con đi qua đây con quay cho cô chú anh chị xem cái phân nè. Hôm bữa giờ cô chú anh chị có hỏi, ừ Kiều ơi mày xài cái phân gì, có bán phân không? Nhưng mà thật sự là con không có bán. Con lấy về con xài, con mua một lần một tấn để về xài mấy cái trà là của con, với lại mấy cái nho trong vườn ấy. Con mua loại này rất là rẻ nhưng mà nó rất là ok nha cô chú anh chị nha. 12.000 một ký ha. Con mua 12.000 một ký, một bao này là 15 kg là chồng con nói 12.000 một ký, 15 kg hình như nó 180, 190 gì đó, luôn cả tiền vận tải về tới này nè. Đó. Cô chú anh chị nào có muốn cần á thì con chia lại nhưng mà con không có bao cước nha. Đó, 12.000 một ký, đó một bao là nó 180, 190 gì đó cô chú nhân giúp con ha. Con lấy về cũng ít chứ không có nhiều, đủ xài thôi, một tấn thôi con xài chứ chủ yếu chứ con không chả bán đâu. Đấy, nhiều phân gà này, phân gà Nhật ha, dạng viên nở cô chú nè. Gãi xung quanh gốc á, rồi cứ tưới nước nó tan dần. Loại này xài ok, cây rất là tốt. Con có một cái cô khách ruột ở Đồng Nai hay xài phân này của con á. Mỗi lần á, cô xuống là cô xuống bằng chiếc xe 16 chỗ, cô mua một lần một chục bao về. Hôm bữa cứ nói cô xài hết rồi mà không biết sao mua nữa, nó hết rồi, con không có nhập về được nữa. Bữa nay nhập về được rồi đó, không biết cô có mua không. Nếu cần thì chia lại alo con. Đây nè, cây lê này con lấy ra ngoài nè. Cây lê này là lô lê 1,2 triệu, con bao cước rồi đó nè. Nè, ngạt mũi nói chuyện nó hơi tào lao một chút xíu. Đó, cây lê rất là to như thế này, con bán 1,2 triệu bao cước về đến nhà ha. Cô chú anh chị thấy ha, con lôi ra ngoài trống nó rất là to. Lô lê này là lô lê to, 1,2 triệu con bao cước. Để chung chung như vậy, cô chú anh chị không có biết nó to hay nó nhỏ như thế nào đâu. Nhưng mà cây này con để ra đây để hồi cô khách quen á đi làm ngang rồi cô tự trở về. Đó, nên là con lôi ra thì con thấy nó rất là bự và rất là hải hùng ha, chứ nó không có nhỏ nha cô chú anh chị. Quanh gốc của nó chắc cỡ 14 á. Tay con chắc cỡ 13, 14 gì đó ha. Gốc rất là to. Đấy, này là con đang bán 1,2 triệu bao cước về đến nhà ha. Lô này con còn 12 cây nữa. Cây này là có người lấy rồi, 12 cây phía sau. Đó. Ừ. Rồi cái này là một combo, combo nho này hôm bữa con bán được lắm. Con quay lại cho cô chú anh chị nào mình có nhu cầu trồng số lượng 10 cây, 20 cây thì mình mua loại này rẻ tiền mà cây lại nhanh lớn, cây nó phát triển tốt nha. Cây rất là khỏe, gốc nó bự hơn chiếc đũa của mình á, bự hơn cái đầu đũa lớn của mình. Chiều cao của nó thì con để dưới chiếc xe như thế này, cô chú anh chị cũng biết là nó cao bao nhiêu rồi đúng không ạ? Đó, cây đang phát rất là đẹp. Cái này combo 3 cây con bán 350 nha, rất là rẻ. 3 cây 350, một số khách hôm bữa nói ồ mua 10 cây, 20 cây giá sao, 10 cây là 1,1 triệu bao cước luôn ha. Chơi vậy đó. Rồi, thì cô chú anh chị nào muốn mua loại combo này thì báo con nha. Hoặc muốn mua 5 cây thì cứ 100 mốt một cây, 5 cây bao cước. Vậy thôi cứ tính tới ha, còn lại 3 cây là 350 nha. Đây, còn hàng Sugar Cane này con đang bán là giá 600 bao cước về đến nhà nè. Đó. 600, cây đang có nhiều hoa và lên cành, cành chính rất là mập như thế này ha. Cây lùng,
lùng, cây lùng nhưng rất là đẹp nha. Đó, 600. Cây Sugar Cane 600, chỗ chiếc xe màu trắng của con ha, hộp ngăn số. Cây số 3 video nãy còn quay bị hư á, giờ con mắc quay lại, điện thoại con dung lượng bị hết rồi. Cô chú gắng mua đồ giúp con sao, con có tiện mua điện thoại khác chứ. Hết khả năng rồi. Cây số 3 là một cây, cũng là một cây Sugar Cane đang đậu trái cho mình luôn nha mọi người ơi. Đâu rồi? Trái đâu rồi? Cho cô chú khoái cái coi chứ, con ngày ra thăm chừng 80 lần vậy đó. Đây nè, trái nè. À, đậu trái xanh đây nè. Ồ. Ngày nào cũng ra dập dòm chân á, dập riết mà khách lại mua hết luôn rồi. Còn có mấy cây thôi ha. Cây số 3 cũng là 600 một cây Sugar Cane nha cô chú anh chị nha. Cây số 13 là một cây hồ lô, một cây hồ lô đang hoa gốc rất là to như thế này, cũng là 600 bao cước luôn nha. Điện thoại con lúc giờ chỉnh sáng chỉnh tối tùm lum hết trơn, cô chú anh chị coi thông cảm giúp con nha. Chừng nào con có khả năng mua cái điện thoại mới thì nó sẽ sáng sủa hơn, xem nó sẽ lịch sự hơn nhiều ha. Nhưng mà chắc gán bỏ ông heo tới cuối năm mới mua được. Đây, cây số 23 là một cây hồ lô dáng cao. Cái cây này là lô cao, hôm bữa con lấy là giá 650 bao cước về đến nhà nha cô chú anh chị nha. Cây số 23, cây cũng đang đậu trái cho mình luôn á, đang có hoa. Nhưng mà về thì cô chú dưỡng lại, còn nếu mà không ổn thì mình lấy lô hoa sao nha. Nó cũng nhanh thôi chứ không có chậm mà. Này. Còn đây là một cây Hernia nè. Hernia nè. Làm gì chỉnh sáng tối vậy trời, coi cũng chóng mặt, con nhìn màn hình con cũng chóng mặt. Hernia đậu được một trái nè cô chú anh chị. Trời ơi, nó xíu vậy. Đây nè. Đậu được một trái, cây này 500 bao cước, Hernia 500.000 bao cước hết rồi, hai cây này bán rồi. Còn hai cây hồ lô này là 550 một cây. Hết luôn rồi nha mọi người ơi. Hai cây, còn hai cây 550 một cây, hết luôn rồi. Đang hoa tại vì bữa vợ cứ nhú nhú trái là khách thích, nhú nhú trái là khách thích. Đấy, 550, còn một cặp này là 1.1 triệu. Một cặp hồ lô đang đi đọt rất là đẹp, rễ ổn định. Cái bầu này con về á, con khuyên cô chú, nếu cô chú lấy mấy cái cây này thì về rạch bầu ra giúp con, để hẳn xuống chậu mới luôn ha. Mình khỏi xịt đất nha, tại vì đất này rất là xốp nha cô chú anh chị nha. Còn nếu mà mình muốn rạch bầu ra thì mình để đất nó khô, mình rạch bầu ra nó sẽ không bị vỡ. Còn mà nếu mà cô chú anh chị thấy khô quá tưới nước thì đất nó sẽ rất là xốp. Mình rạch ra là nó sẽ bị vỡ bầu ngay nha. Rồi. Đây nè. Hàng này mà để bây giờ con gửi đi nữa thì sợ quá. Đây, đây là một cái cây nho đỏ 12 vụ. Lô này là 600 bao cước, rất là nhiều hoa như thế này. Cái cây này á không phải là cô chú bơm hàng con đâu. Cô chú rất là thương con, mua hàng không bao giờ bơm. 200-300 đơn con chỉ quay về một hoặc hai đơn, lý do là hàng đi quá chậm, cây nó chết cô chú không nhận được thôi. Lâu lâu cũng có một vài chục cặp như vậy, nhưng mà còn riêng hai cái đơn này là lý do mua cây một và mà gửi tới hai cây khách không đủ khả năng lấy đó. Và hai cây này bây giờ héo quá là làm sao, héo quá là thôi đi chứ làm sao. Giờ này con cũng đâu có sale được, nếu sale thì bây giờ vận chuyển đi lần nữa con sợ nó suy thật sự ha. Thôi đi, giờ để qua bên đi. À, còn cây Lekima, con còn một cây Lekima to này, số 43, 500 bao cước về tới nhà nè cô chú anh chị ha. Con ra cái bầu xê rất là to, cây đang có trái như thế này ha. Cây đang có trái như thế này, bây giờ gắn cái số ở đâu đây. Thứ tư này con về hàng mới nha cô chú anh chị. Con đang đặt một cái lô lê bonsai cho mình á, 450.000 một cây, rất là ok luôn, giá nhỏ xinh, cây đang trái đang hoa. Về chuyến này con sale bùng nổ cho cô chú anh chị luôn ha. Cây 43 nè. Đó, nó to chứ nó không có nhỏ nha cô chú anh chị nha. Tùy loại ạ. Rồi. Đây. Còn cây này là 12 vụ. 12 vụ gốc bằng ngón tay cái của con như thế này, cây đang có hoa như thế này là 250 một cây. 250 một cây, mua 3 cây là combo, 3 cây là 650 nha cô chú anh chị nha. Nhưng mà hồi nãy gấp á. Gấp. Con chưa có kịp lấy thêm hai cây nữa thì đó, thì con nói như thế. Một cây là 250 bao cước, 3 cây là 650 bao cước. Cô chú anh chị nào lấy cái combo này thì alo cho con nha. Alo cho con nha. Đây. Cây nhãn này cô khách kêu gửi mà bữa hổm gửi lộn cái cây khác. Cây của cô vẫn còn ở đây nè. Không phải, nhiều khi con làm một mình nên nó cũng có sai sót ha. Cô chú anh chị cũng thông cảm giúp con nha.
thật luôn á, bữa giờ con có nhiều sai sót lắm luôn á. Con còn hai cây nho tứ quý này ha, nó không có được bình thường, không phải được bình thường là nó không có được sung lắm. Đây, bên đây một cây, bên đó một cây ha, ai lấy thì hai cây 250 nha, hai cây 250 bao cước nha cô chú anh chị nha. Kiều chơi vậy á, có nhiều nhiều bạn á nói ủa sao bán rẻ vậy, có nhiều khách á ủa sao chị bán rẻ vậy. Đây còn cơm quất nè, cơm quất này, cơm quất đẹp như thế này, cây đang hoa nha, nhưng mà có một cây này đẹp à, còn lại 1 2 3 4 5 6 7 8 cây kia không có đẹp. Đó, cây đẹp nè, cây đẹp này 650 nè con quay nè đó. Cây này đậu trái luôn nha cô chú anh chị nha, loại này rất là dễ trồng ha, chậu này đẹp, con tính để lại ăn chơi. Ra cái chậu này rồi con tự ra luôn á, nhúng kích rễ một cái trộn phân đất mặt ruộng á, con trộn đất mặt ruộng với lại gì sơ dừa với cháu sống nè. Cùm quất cây này cũng đẹp nữa nè đó, nhưng mà cây này nó có một cái lỗi nhẹ là nó bị xước da chỗ này, nhưng mà cây nó phát rất là tốt nha, cây đậu trái luôn nè ha. 650 một cây như thế này, nhưng mà cây bên đây không có đẹp nha, cây bên đây 10 ngày sau mới đẹp, tại vì cây đang đi đọt như thế này thì nó sẽ ra hết cơ đọt này thành nó sẽ xum xuôi cây lên nè, cây đang đi trái như thế này. Bữa giờ là thật sự không có muốn bán nên là không có quay nhiều, không có nói nhiều về nó, nhưng mà khách quen vẫn chia lại đi, chia lại đi, chia lại cây đi mà. Với chủ yếu là những cái đơn hàng trên 10 triệu con sẽ tặng một cây này đó, nên là bữa giờ con còn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây, còn 9 cây à ha. Còn bánh kem thì bánh kem của con như thế này, bánh kem của con thì như thế này, 150 một cây giống nha cô chú anh chị nha, 150 một cây kem giống bao cước về đó nha. Khách ở Long An của con trồng có trái rồi nha, ông chú nói hiện tại trái bằng ngón chân cái rồi, được nhiều lắm, sai trái lắm, bữa nay điện lấy 10 cây giống nữa đặng về trồng. Ơi cái gì cũng vậy ha, mình trồng rồi nó có trái mình mới mạnh dạn và tự tin trồng. Thật sự luôn, ngày xưa con không có dám bán lê đâu cô chú anh chị, nhưng mà khách con nói thì mày lấy về đi, có trái hay không thì kệ tao, lấy về xong trái ra liên tục. Ơi Kiều ơi, cái này ra trái lấy về bán được đó cô, êm êm cái này được, mới là lấy về bán đó cô chú anh chị. Ủa khách con lấy cái cây nào ta, ban giao, ban giao con còn 4 cây 350 một cây. Ủa cây này, cây này khách lấy rồi phải không ta, hình như em ấy lấy rồi thì con còn 4 cây đó. Đây 3 cây nè, 3 cây dưới đó 1 cây là 4 cây, mà không biết khách lấy ngay cây nào là con đã bán 1 cây rồi đó, con còn 3 cây. Còn cái lô 12 vụ nè, 12 vụ 600 một cây bao cước về đến nhà ha. Cây nó đang có hoa như thế này nè mọi người. Đây, gốc cây của con lật luôn mẹ ơi, chán che hoài. Đây 600 một cây bao cước gì tới nhà, cây đang có hoa như thế này nha. Cây này con để tay vào thôi, con để cái số để cho cô chú anh chị mình biết ha, vui biết đâu mình mua rồi sao ha cô chú anh chị. Lô này con còn tầm khoảng 10 cây nữa thôi, con hết rồi, 73 lô này không còn nữa và cũng không về được nữa ha, tại vì nó không còn đó. 73 600 nghìn con bao cước về đến nhà ha. Đây nè, nguyên một set 3 cây này 600 ngàn một cây, 6 lần 3 1 triệu 8 6 3 18 6 3 18 cô chú lấy một lượt 3 cây ha. Con tặng tặng cái gì ta, 3 cây này tặng ai lấy combo 3 cây này, con tặng một cây 12 vụ 250 đang hoa bên kia, quất luôn, trời ơi tới luôn cô chú anh chị ơi, mình đến với nhau duyên đến rồi ạ. Đó còn một cây na sầu nè, còn một cây na sầu đang có hoa như thế này, chồng con nó phải thủ phấn thủ phiết gì đó để vài bữa con nghiên cứu thử coi ha. Na sầu đang ra đọt và đẹp nè, tính đem vô vườn trồng mà hồi nãy ông đi rồi mà con quên mất. Đây cái lô tứ quý này 1,1 triệu con bao cước về tới nhà nè. Trời ơi bữa hổm khách con á chụp cây này rễ hình cây kia bị khách la hoài à, nhưng mà tỷ lệ phần trăm tào lao đó thì ít thôi chứ con không có tào lao nhiều, nên là cô chú cũng thông cảm giúp con ha. Nè đang đi đọt lại nha cô chú anh chị, gốc to lắm, cây đó nó dáng nó hơi bùm bùm sùm sùm. Để con ra đằng sau con xeo một số cây táo đông dao bị chồng con tạo tán cắt cục bonsai xuống á, con xeo rẻ cho cô chú anh chị mình ha, mua để thứ tư này con về thằng ban dao đông dao và thằng tiger ha, con về lô mới nha cô chú anh chị nha. Này còn chậu đỏ 12 vụ này nè,
Chậu đỏ 12 vụ này con đang bán 1.050.000 bao cứ về đến nhà. Cây nó đang bắt đầu chớm chớm hoa do là hàng mới về. Nên là cô chú anh chị đòi có trái lúc nào cũng gọi. Kiều ơi, ở vườn có cây nào 1 triệu, 2 triệu có trái không? Ra giá với con vậy luôn á. Mà không có để đáp ứng cho cô chú anh chị mình. Ha. Cô chú anh chị thông cảm, vườn con chuyên bán hàng rất là nhanh, hàng nóng nhiều, không có kịp ra hoa luôn á. Nè, cây này có được một vài cái hoa rồi nè. Đó, ha. Đó. Vậy đi cho nó thật chứ màu hồi nãy nhìn giả quá đúng không cô chú anh chị ha. Đây nè, ra hoa như thế này nè, đó, hoa này, đó, ha. Đó 1.150.000. Ý 1.050.000 con bao cước về đến nhà ha. Để đi ra con quay một số cây con sale cho cô chú anh chị ha. Lê này là con bao trái ở Việt Nam nha. Lê này là Kiều mạnh dạn, Kiều tự tin, Kiều bán là Kiều nói Kiều bao có trái ở Việt Nam luôn á. Đó, thì cô chú anh chị mạnh dạn tự tin và trồng nha. Đây. Đây, cây 866 con lạc lá rồi nè. Ây da. Con lạc lá tạo tán như thế này ha. Cây bắt đầu đang mật bật hoa. Đấy. Cái cây này thì hai cây là 1 triệu bao cước về đến nhà nha cô chú anh chị ha. Mình lấy 866 với lại thằng Sugar Can thì một cặp đi. Một cặp con bao cước về đến nhà 1 triệu thôi. Này cái hồ lô nè. Con bảo đơn nè. Bữa nay sale bánh nóc cái hồ lô này luôn. Bữa hổm khách 1-2 là phải để cho chị. Để cho chị nghe. Bữa hổm con thật sự con không nói giá là con bán quá rẻ rồi, con không có nói giá nữa. Nhưng mà khi khách gọi cho con, khách nói là bao nhiêu vậy Kiều? Con báo giá là 400 hoặc 380. Đó, tùy theo Kiều cước hay là khách cước. Nhưng mà khách nói để cho Kiều, để cho chị nhất định là chị phải lấy cái hồ lô đó. Chị nào ở dưới Cà Mau vậy ta? Xong rồi cuối cùng là chồng chị không có cho lấy, chồng chị kêu không được chồng. Rồi xong, bữa nay Kiều nói là Kiều bán 200.000 cho cô chú anh chị nào lấy cái cây này mà tự chịu cước. Đó, lấy về chăm giúp con đi, chồng con ổng quơ thuốc nè. Cây vẫn khỏe đàng hoàng, bao cho cô chú anh chị trồng cây này luôn. Bán 200.000 cái hồ lô này luôn nè. Đó, lên mầm khác rồi nè, thấy không? Nè, nó lên mầm khác rồi nè cô chú anh chị. Bỏ lớp lá này nó lên mầm khác ngay tại chỗ luôn. Đó, đây. 200. À, lấy cái hồ lô đó đi, 200.000 bao cước đó. Con nói con điên điên lên con bán giá ghê lắm. Cũng không thằng nào chơi lợi con đâu, nói thiệt con. Bán đất bù vào ha cô chú anh chị. Chơi sốc mà. Cây số 83 là một cây đông dao rất là to. Hàng này con cắt cục xuống rồi. Chồng con ổng cái gì, ổng hay phá đồ của con lắm ha. Sao nó chói nắng gì ta. Đây nè, 850 bao cước về đến nhà. Cây đông dao đang rất là nhiều hoa này luôn nè. Hoa mập ú hoa này đảm bảo đậu cho cô chú anh chị luôn. Đó, về để ổn cho con nha. Nhưng mà cô chú anh chị nào mua cái lô 8 này của con á, thì hiện tại bây giờ là lô 8 này đang nằm trong cái túi vải này của con. Về cô chú để nguyên cái túi vải này cho con, khi lá nó già đi rồi cô chú hả thay qua cái chậu mới giùm con nha. Đó là cái lời dặn dò của con như vậy ha, cô chú để ý giùm con cái phần đó. Còn thanh trà này con bán nói thẳng là giá là 500.000, 600.000 một nhánh không mấy bán. Có nhiều cô chú anh chị điện hỏi có thanh trà ngọt không, nói giá cái cô chú anh chị giật mình. Đây nè, ra bầu 3 tháng rồi nè, chết nửa thân rồi nè, thấy chưa? Đó, nên là cái giá của cái cây ở đây con bán là lý do hàng này á, con đưa cho mình á, là nó đã sống 100% rồi. Nên là phải giá đó con hợp lý con mới bán, còn không con chở vô vườn, nãy chở vô vườn 20 cây trồng rồi. Đó, con nuôi như thế này đã 3 tháng rồi mà nó vẫn còn chết thân thì cô chú biết cái độ hao hụt của nó rất là cao. Nên mà khi cô chú mua cái cây 300.000 so với cái cây 500.000 này của con nó khác rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nuôi 3 tháng trời nó mới lên được 1-2 cơi đọt như thế này hả? À? 1 cơi hả à, chứ không được 2 cơi nữa. Đó, thì ai mua, chấp nhận mua thì nó hợp lý với mình với cái giá 500.000 chứ không phải là con Kiều nó cắt cổ người ta, không phải. Đó, cô chú anh chị thấy cái nhánh nó chết nửa thân rồi đó. Ra bầu nuôi 3 tháng mà chết nữa thật. À đây nữa nè. Đây nữa nè. Thanh trà tính ra nó cũng khó chứ không phải nó dễ đâu cô chú anh chị. Đó, con nuôi 3 tháng rồi, một số em thì nó ra cơi đọt rồi. Còn nó thì nó lại chết hơn như thế này nè. Đó. Đó mình thử đi, mình thử đi tại sao cái này nó lại bán tới 500-600.000 một nhánh mà còn cái kia nó bán 250-300 lần sao ha. Đây nè. Chết nữa nè. 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 Thấy chưa? Con đâu có sai đâu, con nói không có sai ha cô chú anh chị. 500.000 mới vừa bụng con bán. Đó thật sự là độ hao hụt tại vườn con xong hết rồi. Về là cô chú chỉ cần trồng thôi, không chết, sống 100%. Rồi xong con qua cây táo tàu này nè. Cây táo tàu này là thằng đông dao rất là to, 850 con sale bao cước về đến nhà. Cái đông dao 93 nha cô chú anh chị nha. Đây nè.
93 rất là to như thế này, cây cây đang bật hoa như thế này nè, đó. Bị sâu này ha. Đó. Có một số cây rất là đẹp. 866 này. 866 cây này một cốt thẳng bị mất một nhánh bên này ha. Con bán cho mình là giá 780.000 bao cước về đến nhà. 866 780 nha. 866 780. 866 800.000 ba nhánh lên nha cô chú anh chị nha. Rồi, chú ý những gì con nói. 866. Rồi 866 hai nhánh lên, hai nhánh nhỏ hai bên nha. 800.000 bao cước. Đây nè cô chú anh chị, thật sự mua bán mà phải có lời có lỗ chứ. Nhưng mà đa phần con bán lời rất là ít và tỷ lệ thương vong rất là cao. Đây. 800. 800 nha cô chú anh chị. Rồi, thôi con chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ tư. Mọi người xem kênh của con nhớ đăng ký và like cho con để con sung sung lên, để con có thể là sale mạnh nè, bán cái giá thật thấp cho mình nè. Đó, rồi, con chào tất cả mọi người. Chào mọi người luôn. Đó, mấy cái quyệt quốc đem về ha, ông chồng con không chăm, ông không thai ra để trong đó chết. Rồi đau thương, năm nay là một năm đau thương tràn ngập. Rồi con chào tất cả mọi người nha.